Sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên với hai môn thi là ngữ văn và toán, một trong những vấn đề được quan tâm nhất là đề thi. Năm nay, qua đánh giá của các thí sinh, đề thi hai môn toán và ngữ văn khá vừa sức, học sinh nắm vững kiến thức cơ bản là đã có thể đạt điểm khá trở lên. Ngữ văn, môn thi đầu tiên và cũng là môn thi tự luận duy nhất trong số 5 môn thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần này. Để có cấu trúc bám sát đề thi minh họa, câu hỏi nghị luận văn học nằm ở phần trọng tâm của chương trình lớp 12 nên không làm khó cho thí sinh. Tuy nhiên, câu hỏi được ra theo hướng mở, đòi hỏi kỹ năng sống tốt mới có thể đạt điểm cao. Nói chung là D cũng không khó lắm đối với học sinh có thể làm được. Chỉ là ở cái câu phần đọc hiểu câu 3 và câu 4 thì cần là sự nhận thức của từng mỗi học sinh đối với D thì mình mới có thể lấy được điểm tối đa. Đối với mỗi học sinh thì có thể 7 đến 8 điểm là bình thường. Cấu trúc đề năm nay rất tương đối và phù hợp với học sinh. Trong cái đề đó thì em cảm thấy câu 4 là hay nhất, bởi vì câu 4 là nói đến vấn đề là lẽ sống như thế nào. Khi mà mình sống được cống hiến, được làm hết mình thì đó là một điều rất tốt, rất quý giá. Em làm được tất cả là 6 câu và có 2 phần. Ước tính điểm của em là từ 6,5 đến 7 điểm ạ. Đề bản năm đi khá là dày và vừa tâm với học sinh, cho nên là em làm khá là ổn ạ. Đúng 4 giờ chiều nay, các thí sinh kết thúc 90 phút làm bài thi môn toán. Theo các thí sinh, đề toán khá nhẹ nhàng. Học sinh chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản của lớp 12 là đã có thể đạt được điểm 7, điểm 8. Điểm 9 và 10 cũng sẽ không ít. Thì em thấy đề năm nay thì cũng khá là đơn giản đối với học sinh. Các bạn chỉ cần tập trung cẩn thận làm những từ câu 1 đến câu 40, đọc đề cẩn thận là có thể đạt được 8 điểm. Còn 10 câu cuối thì các bạn chỉ cần suy nghĩ thì có thể làm được những câu cuối. Em cảm thấy đề thi năm nay đối với học sinh khá là ổn, khá có thể làm được đối với tất cả mọi học sinh. Theo em nghĩ thì đề minh họa nó cũng khá là sát với đề thi của năm nay. Em làm được khoảng 60-70%. Đề 40 câu đầu dễ, làm 30 phút là xong ạ. Còn 10 câu 6 thì mới đâu khó. Đặc biệt là 7 câu cuối đó. Em nghĩ là sẽ trên 8 nhiều. Nhiều giáo viên đánh giá đề thi năm nay có khoảng 35 câu nằm ở mức độ nhận biết tương đương khoảng 7 điểm. Học sinh học lực trung bình khá, có thể làm hết. Tuy nhiên, 15 câu còn lại có các mức phân hóa khác nhau để phân loại học sinh. Tình hình dịch như 2 năm vừa rồi thì cái đề có dễ làm hơn cho học sinh. Thì cái xét điểm tốt nghiệp thì 7 điểm thì các bạn làm chỉ cần nắm kiến thức sách giáo khoa và cơ bản thì có thể dễ dàng đạt được 7 điểm. Còn mức 8 điểm thì các bạn cũng cần kiến thức vững thì xét điểm 8 để xét tuyển các trường đại học. Còn mức 9 điểm thì các bạn cũng phải làm thực sự xuất sắc. Cái đề như năm nay thì cái mức ở từ hơn 8 đến lân cận 9 thì mức độ thì sẽ như năm ngoái. Về cảm nhận thì điểm 10 có thể là ít hơn năm ngoái. Ngày mai, ngày thi thứ hai, buổi sáng các thí sinh làm bài thi tự chọn theo đăng ký trước đó. Đó là bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học và bài thi khoa học xã hội gồm các môn lịch sử, địa lý và giáo dục công dân. Mỗi môn thi trong bài thi tổ hợp có thời gian làm bài là 50 phút. Tất cả các bài thi đều thi bằng hình thức trắc nghiệm. Buổi chiều các thí sinh dự thi môn ngoại ngữ, môn thi cuối cùng.